anh em nha. Thì hôm nay mình xem cái mẫu xe Winner X. Thì hôm gài cái mẫu Winner X này nó giảm giá rất là mạnh, cho nên nay mình quay lên các màu sắc cho các bạn xem, và đồng thời mình báo giá tháng 9 năm 2020 này cho các bạn cùng tham khảo. Thì ai có nhu cầu thích cái dòng xe Winner X này thì mình nên lựa chọn ngay thời điểm này, tại vì thời điểm này nó có rất là nhiều chương trình khuyến mãi và hỗ trợ cho khách hàng rất là nhiều, đặc biệt là giá giảm cực sốc luôn. Thì trước mặt các bạn, cái dòng Winner X này nó có các màu như là màu cam đen nè, màu đen mờ, màu đỏ bạc đen, rồi màu đỏ đen này tem mới luôn nè mấy bạn. Hôm bữa mình có quay lên các bạn xem á, thì tem này tem mới ra có vài ngày tới đây thôi đó. Màu này là màu đỏ đen tem mới luôn nha. Thì tem mới này rất là đẹp, đặc biệt là cái màu đen, màu phiên bản mà camo á, camo có cái tem rất là đẹp. Nhưng mà tiếc cái là hôm nay mình không có xe để quay lên các bạn xem, thì có mấy cái màu cũ này với một cái chiếc màu tem mới Winner X. Thì về giá cả thì hiện tại nó chỉ còn khoảng 38 triệu ở phiên bản là thể thao đó, phiên bản thể thao thắng thường nha mọi người. Còn phiên bản trang bị span ABS á, thì nó sẽ có giá khoảng camo thì nó sẽ có giá khoảng từ 41 cho đến 42 triệu thôi. Còn phiên bản sport á, và phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có giá khoảng từ 43 cho đến 44 triệu. Thì cái giá này chỉ là cái giá tham khảo thôi, mà có nhầm nơi nó sẽ rẻ hơn, hoặc là có nơi nó sẽ ngang hoặc là cao hơn 1 triệu nữa đó. Thì cái giá này mình chỉ lấy ra là cái giá cơ bản để cho các bạn cùng tham khảo để mình lựa chọn cái dòng xe này. Thì mấy cái màu này như là có màu rất là đẹp như ở trong các màu HRC nè. Thì trước đây cái màu HRC này nó có giá khoảng 49 cho đến gần 50 triệu. Đó, hiện tại thì nó khoảng giá khoảng 44 triệu thôi, 44-45 triệu thôi. Nó giảm rất là nhiều. Và đặc biệt cái các chương trình như ở tháng 8 thì các bạn biết là mua xe Winner thì nó sẽ được tặng một cái nón full face nè, rồi có thể quay số may mắn trúng thưởng. Đó, rồi quay xe trúng xe. Như vừa rồi, tháng vừa rồi thì có rất là nhiều khách hàng mua chiếc Winner X á được trúng thêm chiếc nữa. Nó rất là may mắn nha mọi người. Còn trong thời điểm tháng 9 này thì giá nó giảm rất là mạnh, và Honda họ có chương trình là hỗ trợ cho khách hàng phí biển số là 4 triệu đồng đó. Thì các bạn thấy là ở cái dòng xe mà 6 số mà con tay này thì với cái giá nữa rất là rẻ, thì mình lựa chọn ở thời điểm này là rất là hợp lý ha mọi người. Ở đây có cái màu đen mờ trang bị phanh ABS nè, phiên bản đặc biệt. Như chiếc màu đen này hôm bữa mình có quay lên các bạn xem nè, nhờ thay đổi lại tem hầu như là chỉ có phối màu lại với tem xe thôi, chứ không có thay đổi gì khác về cấu tạo và ngoại hình hết đó. Thì ở với cái mức giá từ 37 cho đến 44 triệu thì như các bạn đam mê dòng Winner X này thì ở thời điểm này thì có thể là sắm cho mình một chiếc rất là ổn rồi. Và đặc biệt á, các bạn nào có mua xe trả góp thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là không lãi suất, có nghĩa là mình chỉ cần đem chứng minh hộ khẩu lại đến các ngân hàng tài chính ở phía Head á, thì họ sẽ tư vấn cho mình về vấn đề trả góp và đặc biệt là không lãi suất. Thì cái này cũng là một cái chương trình rất là hấp dẫn. Rồi thì clip này mình chỉ gửi đến các bạn về màu sắc của Winner X, đồng thời báo giá tháng 9 năm 2020 này cho các bạn cùng tham khảo. Rồi nếu mà các bạn thấy thích cái mẫu Winner X này thì hãy lựa chọn cho một cái màu ưng ý nhất nha. Ở đây Winner X nó rất là nhiều màu, bạn nào thích cái màu mới thì mình hãy lựa chọn những cái tem mới như là màu. Các bạn lên Google có thể đánh chữ Winner X ra thì nó có rất là nhiều màu mới cho các bạn lựa chọn, hoặc là có thể mình đến trực tiếp hết để mình tham khảo luôn. Còn ở đây thì mình có mấy cái màu của phiên bản cũ, nó tem cũ thôi chứ nó không phải là phiên bản cũ nữa, nó chỉ là tem cũ thôi đó, như màu cam đen, màu đỏ rồi, rất là đẹp. Rồi thì mình cũng kết thúc video tại đây, thì hẹn các bạn lại clip khác nha. Mình sẽ cố gắng cập nhật các thông tin xe hot nhất và một cái giá hợp lý để cho các bạn cùng tham khảo. Rồi chào các bạn.